các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lấy cám cho cái đàn heo mới lẻ này ăn nè các bạn. Thì mình cho nó ăn cái gì thì bữa nay mình sẽ cho nó ăn cám y chứ mình không có pha chế nha các bạn. Thì mới lẻ ra mười mấy ngày thì nó còn nhỏ cho nên là mình cứ tập cho nó ăn cám y cho nó cứng là đàng hoàng, thì mốt nó lớn lên rồi bắt đầu lúc đó khoảng mười mấy 20 ngày nữa đó đầu là mình sẽ tập cho nó ăn thêm những cái chất khác các bạn. Chẳng như mình cho nó ăn thêm rồi, như mình tập rồi bỏ thêm quả mì đó các bạn. Bây giờ mình lấy cám mình ngâm, nên mình lấy cái cám loại này nè các bạn. Bây giờ cái bầy này mình sẽ ngâm cho nó là khoảng tầm 4 ca này các bạn, ca này cũng gần cả ký á. 4 ca này chắc có lẽ là cũng 3 ký mấy 4 ký. Rồi. Cho nó ăn 4 ca đó các bạn ơi, nhưng mà mình cho nó ăn nhiều cử, ngày khoảng 3 đến 4 cử, mình cho nó ăn 4 cử nè. Tại vì nó còn nhỏ mình cứ cho nó ăn cho nó mau lớn các bạn. Mình cho nó ăn cám y này cứ khoảng 10 ngày đi. Rồi bắt đầu là mình pha chế. Cái gì nó còn nhỏ thì mình không nên pha chế sớm các bạn. Bây giờ mình để đây mình chút nữa mình bơm nước cho mình ngâm cho nó nở ra rồi mình cho nó ăn. Giờ mình đảo lên mình đảo cho nó ăn. Ăn xong rồi các bạn, ngay nãy giờ nó nở rồi. Mình đổ cho nó ăn. Mình vậy nó thấy mình nó la quá. Dành nhau quá trời. Nấu thì không kịp. Leo vô máy ngồi luôn. Nó ăn chắc cũng no rồi các bạn ạ, ăn hết cái lu này luôn rồi. Nhưng mà mình ngâm chưa đầy lu, hơn nửa lu chút xíu rồi.
mình đổ vô còn ít một chút xíu thôi luôn. Chừng nào mà mình thấy nó ăn hết rồi mà mình pha nhiều nhiều lên chút các bạn, này nó ăn còn dư là chút ít. Nó no đó. Cái này thì heo mới lẻ ra mình cho nó ăn cắm y nha các bạn, mình cho nó ăn cắm y mình pha ra chứ mình chưa có trộn thức ăn tạp khác nha các bạn. Mình tập cho nó ăn cắm y cho nó lớn mạnh đàng hoàng rồi bắt đầu mốt nữa mình trộn thức ăn sau. Còn heo nhỏ mới lẻ ra thì mình cho nó ăn cắm khô các bạn. Đây, những mấy anh nhỏ bên đây mình cho nó ăn cắm khô nha, mình đổ cắm khô cho nó ăn. Nó ăn cứng đàng hoàng hết, cho nó mình pha mình chế nước vô chứ mình cũng chưa có trộn nữa các bạn, mình gọi là pha nước chứ không phải là trộn mình trộn cái bã mì ấy rồi. Nên mình cho nó ăn cắm khô, nó ăn còn nhỏ nè. Còn bên đây lớn thì mình pha nước ra, mình pha nước rồi mình chế cho nó ăn hết rồi. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc. Thì mình tập cho heo mới lẻ ra ăn cắm y nha các bạn. Chưa có pha trộn, nó lớn lớn tí nữa rồi mình pha trộn.